Một sản phẩm mà nên sử dụng mỗi khi đói ha, gạo lứt có thể ăn trực tiếp được nha quý vị. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác nữa, trà gạo lứt, đậu đỏ đây. Rồi và bên cạnh đó thì cũng có tinh có bột, rồi có tinh nước cà na lâu, rồi rất nhiều sản phẩm. Anh hãy giới thiệu sơ về doanh nghiệp của mình một tí để cho quý vị khách quý biết được không ạ? Xin cảm ơn bạn Tuấn Tiến và cảm ơn tất cả mọi người đã tạo ra một cái sân chơi để cho tất cả mọi người cùng tham gia trong chương trình của hội chợ hôm nay. Các sản phẩm của tôi thì chủ đạo là các sản phẩm từ gạo lứt, và cái sản phẩm này nó tuyệt vời là nó không có dùng hóa chất mà chỉ chiết khấu và là sản xuất theo cơ chế theo công nghệ thủ công thôi, mà nó rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người cần giảm cân thay đổi cục diện của mình tập. Thì các sản phẩm này là làm theo thủ công nên là cái cách sử dụng nó sẽ rất thân thiện với con người, nó mang lại cái sức khỏe tuyệt vời cho người sử dụng. Dạ, dạ. Cảm ơn bạn tổ chức và mọi người ủng hộ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều, một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe ha. Và bên cạnh đó thì cũng đa dạng. Có những sản phẩm thì mình như là bún vặt gạo lứt nè, đó mình có thể khi mà ăn lẩu mình bỏ vào nồi lẩu cũng rất là ngon. Và nhiều sản phẩm như là rửa mặt trượt khí, sản phẩm cũng rất là hữu ích. Và ngoài ra thì quý vị có thể chiêm ngưỡng ở đây ạ, rất nhiều những sản phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đi đến gian hàng khác nhé.